Trên giải đất hình chữ S, xứ Thanh tọa lạc ở một vị thế đắc địa về địa lý, phong thủy, chính trị, giao lưu văn hóa. Vị trí địa lý khá đặc biệt ấy đã góp phần tạo nên một tiểu vùng văn hóa đặc trưng, một bức tranh văn hóa được vẽ bởi nhiều gam màu đa dạng nhưng thống nhất bền vững. Những đền đài lăng tẩm rêu phong trầm mặc, những tượng đồng bia đá thách thức thời gian, những hang động kỳ bí mang trong mình bao nhiêu huyền thoại, những lễ hội tưng bừng, tất cả đã tạo nên một miền Thanh lung linh đầy màu sắc. Trong hành trình xuyên Việt từ Bắc vào Nam, sông Mã Hàm Rồng là danh thắng hút hồn nhiều tao nhân mặc khách. Những chiếc thuyền thiên nga bồng bềnh nhẹ trôi, làng cổ Đông Sơn lấp lánh trống đồng tỏa sáng tinh thần Việt. Động Tiên Sơn với chính cung thủy cung đầy ắp cả kho huyền thoại, ghi dấu trên từng phiến đá, nhũ đá, măng đá lấp lánh hoa cương. Theo dự án, trong tương lai không xa, Hàm Rồng sẽ được đầu tư xây dựng thành khu du lịch độc đáo của tỉnh Thanh, mang tên Khu Du lịch Văn hóa Hàm Rồng. Với tính chất du lịch sinh thái, cảnh quan, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch nhân văn, du lịch cắm trại, vui chơi giải trí, thể dục thể thao trên tổng diện tích 568,7 hectare với vốn đầu tư khoảng 180 triệu USD. Trên địa bàn hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long của huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Thành Nhà Hồ từng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của nước Đại Việt vào đầu thế kỷ 20. Đây là một công trình có giá trị nổi bật toàn cầu với kiến trúc kiểu kinh thành phương Đông, vừa là trung tâm quyền lực, vừa là pháo đài quân sự,
thể hiện sự gắn kết tài tình giữa công trình kiến trúc với cảnh quan văn hóa và thiên nhiên. Thành tọa lạc trên một khu đất có vùng lõi và vùng đệm, rộng 5.234 hectare, bao gồm toàn bộ tòa thành đá La Thành, Hào Thành, các di tích khảo cổ dưới lòng đất, các làng cổ, các di tích, chùa, đền, hang động. Theo đánh giá của các nhà khoa học, đây là một trong số ít thành đá còn sót lại trên thế giới và là tòa thành bằng đá có giá trị độc đáo nhất hiện còn ở khu vực Đông Nam Á. Được xây dựng bằng những phiến đá dài trung bình 1,5m, có tấm tới 6m xếp chồng lên nhau mà không cần chất kết dính. Hơn 600 năm qua, hệ thống tường bao quanh thành nhà Hồ vẫn còn khá nguyên vẹn. Thành Hóa đưa tôi về điệu hò thương nhớ quá. Những lúc đi xa quê điệu hò náo lòng người. Sông Mã sông Chu xóm làng canh đồng câu hò muôn thuở đi vào mênh mông câu hò xứ sở đưa vua chúa lên ngôi câu hò nối sông vào núi câu hò nối rừng với biển câu hò nối em vào tôi nối cả nghìn năm quá khứ với tương lai từ tuổi thanh xuân mang câu hò đi đánh giặc điệu hò quê hương theo tôi vào bao trận mạc người con quê thanh trong âm vang sự tích cùng bao chiến thắng trên quê hương anh hùng dựng xây quê hương biết bao điều đổi thay nhìn về làm kinh linh thiêng từ trong tấm khảm nhìn về đông sơn lung linh từ trong huyền thoại hàm sông hôm nay trong tươi xanh ngày mới nhìn em khẽ đứng ngơ ngân nga câu hò lòng tôi xôn xao bao yêu thương chiều mến thành hóa quê mình xanh mãi câu hò em đón tôi về lời có canh rồi. Hỡi cô thắt dài lưng xanh, có về Nam Định với anh thì về. Nam Định yêu dấu, nơi tôi đã sống phần lớn cuộc đời của mình. Được đắm mình vào làn điệu dân gian, được ngợi ca quê hương, ngợi ca tình yêu cuộc sống. Để rồi tiếp bước trong nhịp khoan nhặt của tiếng đàn, tiếng phách quê hương. Ninh Bình được nhiều người biết đến là mảnh đất non nước hữu tình, là nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đẹp và bậc nhất của cả nước và quốc tế, làm say đắm lòng người như
khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, danh thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động, vườn quốc gia Cúc Phương, nhà thờ đá Phát Diệm, khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, Ninh Bình, vùng đất địa linh nhân kiệt, còn là nơi sinh vua, sinh thánh, sinh thần. Kinh đô Hoa Lư rực sáng của Việt Nam ở thế kỷ 10 là nơi phát tích của ba triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý. Cách thủ đô Hà Nội hơn 90 km, tỉnh Ninh Bình nằm ở cửa ngõ phía Nam châu thổ sông Hồng, nơi tiếp giáp giữa miền Bắc và miền Trung Việt Nam với một nền văn hóa phong phú, đa dạng. Địa hình Ninh Bình được chia thành ba vùng rõ rệt: vùng đồi núi và bán sơn địa, vùng đồng chiêm trũng và vùng đồng bằng ven biển. Ninh Bình là tỉnh có mạng lưới đường giao thông thuận tiện cả về đường bộ, đường thủy, đường sắt và trong tương lai sẽ có đường hàng không. Đây là một điểm nút giao thông quan trọng với 5 tuyến quốc lộ: quốc lộ 1A đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 10 kết nối với Hải Phòng, Quảng Ninh, quốc lộ 12B và đường tỉnh DT477 kết nối với đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình kết nối với thủ đô Hà Nội. Đồng thời, Ninh Bình nằm gần địa bàn kinh tế trọng điểm phía Bắc, gần hai sân bay quan trọng Nội Bài, Cát Bi. Trong thời gian tới, Ninh Bình sẽ được tiếp nhận một số dự án giao thông quan trọng như đường cao tốc Ninh Bình Thanh Hóa, đường bộ ven biển qua Kim Sơn, đoạn Quảng Ninh Thanh Hóa, đường sắt cao tốc Bắc Nam, cảng Ninh Phúc trên sông Đáy có thể tiếp nhận tàu 3.000 tấn ra vào qua cửa Đáy, hai kho ngoại quan diện tích mỗi kho khoảng 10 hectare tại khu công nghiệp Giáng Khẩu và khu công nghiệp Khánh Phú, cảng khô ICD diện tích 37 hectare phục vụ xuất nhập hàng hóa trực tiếp. Đây là điều kiện để giao lưu mở rộng hợp tác kinh tế giữa các vùng, quốc gia, đồng thời cũng là yếu tố thuận tiện để du khách đến với Ninh Bình thưởng ngoạn những giá trị cảnh quan thiên nhiên độc đáo, thưởng thức những đặc sản thịt dê, cơm cháy của vùng đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Ninh Bình có tiềm năng khoáng sản lớn để phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Ninh Bình có hai mỏ nước khoáng nóng quý và hiếm tại kênh Gà, nhiệt độ từ 62 độ đến 64 độ C, và Cúc Phương, nhiệt độ 32 đến 34 độ C, có nhiều khoáng chất tốt đối với sức khỏe con người, là nguồn tài nguyên cho phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng tắm ngâm và sản xuất nước giải khát. Đặc biệt, Ninh Bình còn nổi tiếng với các khu du lịch Tam Cốc, Bích Động, Tràng An, cố đô Hoa Lư, là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền ở Việt Nam. Với những giá trị nổi bật toàn cầu về cảnh quan, địa chất, địa mạo và văn hóa, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới. Khu du lịch Cúc Phương, Kỳ Phú, Hồ Đồng Trương với diện tích rừng nguyên sinh khoảng 22.000 ha có nhiều động thực vật quý hiếm, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, động Vân Trình. Khu du lịch phòng tuyến Tam Điệp, Biện Sơn, sân gôn hồ Yên Thắng, hồ Đồng Thái, động Mã Tiên, cửa Thần Phù, nhà thờ đá Phát Diệm và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn. Ninh Bình đã biết phát huy tốt nội lực, tiềm lực sẵn có và thu được những thành tựu quan trọng rất đáng tự hào, tạo ra thế và lực để bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với bề dày truyền thống cố đô Hoa Lư ngàn năm và sự năng động đổi mới hội nhập, Ninh Bình đã và đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Hãy đến với Ninh Bình. Ninh Bình, điểm đến của sự thành công. Ninh Bình, hội nhập và phát triển bền vững. Thưa các bạn, Sứ Thanh, nơi địa linh nhân kiệt, nơi biển bạc rừng vàng, nơi âm vang của giọng hò sông Mã, sông Chu với những âm vang của suối Thở, thác Reo hòa cùng tiếng khèn dạo rực của người Mông, điệu khập man mác của người Thái, giọng sườn trầm ấm của người Mường, tất cả tạo nên những âm hưởng độc đáo lắng đọng của truyền thống quê hương. Người xứ Thanh tự hào là cái nôi của nền văn hóa Đông Sơn, nơi đã sinh ra những anh hùng dân tộc như Bà Triệu, Lê Hoàn, Lê Lợi mà sự nghiệp mãi mãi trường tồn cùng đất nước. Dù còn phải kinh qua nhiều gian nan thử thách trong lao động xây dựng cuộc sống và bảo vệ quê hương đất nước,
nhưng lời ca giọng hát của con người xứ Thanh vẫn mãi mãi ngân xa và tỏa sáng khắp bốn phương trời của Tổ quốc. Truyền thuyết đền Sọng. Đền Sòng Sơn ngày nay trước đây gọi là đền Sùng Chân, thuộc địa giới làng Cổ Đam, xã Hà Dương, Hà Trung, phủ Tống Sơn. Nay đền Sòng Sơn thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Đền Sòng được xây dựng thời Cảnh Hưng, triều vua Lê Hiển Tông 1740-1786. Tương truyền, có một ông lão cầm chiếc gậy tre khô cắm xuống đất làng Cổ Đam mà khấn rằng: nếu gậy tre này tươi tốt thì xây đền thờ Liễu Hạnh công chúa. Quả nhiên, lời huyền phán ấy trở nên màu nhiệm, gậy tre trở nên xanh tươi, bén rễ đâm chồi, tỏa lá tốt tươi lạ thường. Người đời cho là điều lạ, linh ứng linh thiêng, mới bảo nhau lập đền Sòng trên mảnh đất ấy, và lấy ngày 26 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày chính lễ diễn ra lễ hội. Đây chính là ngày hiển linh, hiển thánh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đền Sòng ban đầu khi mới xây dựng còn đơn sơ bé nhỏ, trải qua quá trình lịch sử lâu dài gắn với nhu cầu về sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, đền Sòng ngày càng được tu sửa khang trang đẹp hơn. Tháng 6 năm 1998, được sự quan tâm của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn, Phòng Văn hóa Thông tin thị xã và sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, đền Sòng được trùng tu, tôn tạo, khôi phục lại gần như hoàn toàn vẻ đẹp uy trang, đường vệ và linh thiêng ban đầu của nó. Trải qua thời gian, cùng với sự phong phú về huyền thoại Liễu Hạnh công chúa, đền Sòng trở thành nơi linh thiêng, nơi sinh hoạt tín ngưỡng không thể thiếu của cư dân Bỉm Sơn nói riêng, cư dân Việt nói chung. Hiện nay, cùng với chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thì giá trị tâm linh, giá trị lịch sử và giá trị văn hóa của đền Sòng ngày càng được gìn giữ và phát huy mạnh mẽ. Nhìn bao quát, đền Sòng được xây dựng ở vị trí tương đối trung tâm của một bồn địa rộng rãi về phía nam của dãy núi Tam Điệp. Với cảnh vật thiên nhiên xưa, nơi đây là non xanh lạ lùng, vừa hùng vĩ vừa u tịch, lại có con đường quốc lộ 1A đi qua. Đền Sòng mặt hướng về phía tây bắc, trước đền có một hồ nước tự nhiên hình bán nguyệt, quanh năm xanh trong, trong đó có hồ cá thần. Tương truyền rằng trước đây hàng năm cứ đến cứ tháng giêng tháng hai, có một đàn cá toàn thân màu đỏ lũ lượt kéo về bơi lội trong hồ. Nhưng khi hết lễ hội đền Sòng, tức là hết ngày 26 tháng 2 âm lịch, thì đàn cá tự nhiên không thấy nữa. Nhân dân quanh vùng nói rằng đó là các nàng tiên cá trên thượng giới hóa về hầu tiên chúa Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Hồ cá thần có mạch nước ngầm chảy từ dốc xây men theo chân núi qua hang động. Từ hồ cá thần có hai khe nước chạy lượn vòng quanh, khiến cho ngôi đền như ngự trên một hòn đảo nhỏ giữa non nước trời mây. Phía trước đền có chiếc cầu bằng đá do bà Hoàng Thái Hậu nhà Lê phát tâm công quả xây dựng từ năm thứ 33 triều Cảnh Hưng 1772. Cầu được bắc qua con suối nước trong veo chảy quanh, làm tăng thêm vẻ ngoạn mục của ngôi đền. Suối nước lượn quanh co uốn khúc về phía đông, hợp lưu cùng chín dòng nước phun lên từ lòng đất, tạo thành chín giếng nước tự nhiên không bao giờ vơi cạn. Nhân dân dựng nên ngôi đền cạnh chín cái giếng tự nhiên đó và quen gọi là đền Chín Giếng để thờ cô Chín, cũng là một tiên nữ được vua cha Ngọc Hoàng cho theo hầu Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Ở phía sau đền là đường Thiên Lý, đường quốc lộ 1A, trục giao thông xuyên Việt, tạo thuận lợi cho du khách tới tham quan và sinh hoạt tín ngưỡng. Qua vị trí cảnh quan đền Sòng, ta thấy được các bậc anh cha đi trước thật tinh tường khi chọn xây dựng ngôi đền giữa chốn sơn thủy hữu tình. Chính không gian vừa có sông có suối, vừa có rừng đồi xen kẽ, tạo sự yên tĩnh cho lữ khách bình tâm thưởng ngọn. Bên cạnh đó tôn thêm vẻ trang nghiêm linh thiêng của ngôi đền. Đền Cô Chín là đền thờ Cô Chín, một tiên cô tài phép theo hầu Mẫu Sòng,
lại có tài xem bói, 1000 quẻ cô bói thì không sai một quẻ nào. Cô có phép thần thông quảng đại, ai mà phạm tội cô về tâu với thiên đình cho thu giam hồn phách, rồi cô hành cho dở điên dở dại. Sau vua chuyển dân lập đền cô ở xứ Thanh, ngay trước đền là 9 giếng tự nhiên do cô cai quản. Đền này cách đền Sọ 1 km ở phía đông. Dừa xanh ôm bao bóng lá, ôi hai tiếng quê hương đầy Thanh Hóa yêu thương, như chiếc đôi sinh núi đỏ kia còn ghi qua bao đời. Về quê Thanh đất rộng người đông, thuyền nhẹ đưa xem thắng cảnh hồ công, thành nhà hồ ngàn năm vương. Xin
mẫu trong sông vốn nguyên xưa của chín hầu mẫu trong đền sông, quyền cai chín giếng của hầu trong tam tòa. Thanh Hoa sơn thủy hữu tình nghề, có cô chim riêng anh linh y khác thường. Là đền thờ cô Chín, một tin cô tài phép theo hầu mẫu sòng, lại có tài xem bói. 1000 quẻ cô bói thì không sai một quẻ nào. Cô có phép thần thông quảng đại, ai mà phạm tội cô về tâu với thiên đình cho thu giam hồn phách, rồi cô hành cho dở điên dở dại. Sau vua chuyển dân lập đền cô ở xứ Thanh, ngay trước đền là chín giếng tự nhiên do cô cai quản. Đền này cách đền sòng 1 km về phía đông. Suối nước lượn quanh co uốn khúc về phía đông, hợp lưu cùng chín dòng nước phun lên từ lòng đất, tạo thành chín giếng nước tự nhiên không bao giờ vơi cạn. Nhân dân dựng nên ngôi đền cạnh chín cái giếng tự nhiên đó và quen gọi là đền chín giếng để thờ cô Chín, cũng là một tiên nữ được vua cha Ngọc Hoàng cho theo hầu thánh mẫu Liễu Hạnh. Ở phía sau đền là đường Thiên Lý, đường quốc lộ 1A, trục giao thông xuyên Việt, tạo thuận lợi cho du khách tới tham quan và sinh hoạt tín ngưỡng. Qua vị trí cảnh quan đền Chín Giếng hay còn gọi là đền Cô Chín, nổi tiếng linh thiêng nhất nhì xứ Thanh, gắn liền với những câu chuyện lạ có thật. Trước thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tên của ngôi đền bắt nguồn từ chiến biển Diễn Thiên, quanh năm đủ nước không bao giờ cạn dưới mặt dòng suối tự nhiên chảy qua đền Sòng và đền Chín Giếng. Cách đền Sòng 1 km về phía đông, ngược dốc rồi rẽ phải chừng 200m là đến chân đền Cô Chín. Con đường dẫn xuống suối trước là một thung lũng uốn mình trong rặng tre già, giờ chỉ còn là một khe hẹp bó mình giữa hai quán nước chật kín những dãy bàn ghế. Phong cảnh suối thiên hữu tình chẳng khác nào tranh vẽ. Xung quanh suối là những biển giếng trong xanh, sâu thăm thẳm đủ nước lên thành đường nhịp. Chỉ tay xuống suối, anh Huấn đang làm nhiệm vụ ghi công đức trong đền nói: trong cô chín giếng, miệng giếng thứ chín sâu nhất quanh năm đủ nước là nơi cô chín đang ngự. Ông Hà Văn Châu, người trông coi đền lâu năm, đã chứng kiến nhiều sự thay đổi xung quanh đền chín giếng, cho biết đền cô chín được khởi công cùng đền sòng dưới thời cảnh hương triều vua Lê Hiển Tông 1740 đến 1786 và chính thức tu sửa vào năm 1939. Năm 1993, đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngôi đền đã có lúc bị tàn phá hoàn toàn, ngay cả những bức tượng cổ cũng bị hủy hoại, thất lạc. Ông Châu kể lại, chính miệng giếng thiên trước đền đã có từ lâu xuất hiện trong truyền thuyết Cô Chín, tức Cửu Thiên Huyền Nữ, con gái thứ 9 của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cửu Thiên Huyền Nữ là một tiên cô giáng trần, trước cô bán nước ở cổng đền Ba Dọi, từng theo hầu mẫu sòng. Ban đầu, những kẻ người trần mắt thịt không tin, nghĩ cô là yêu quá nên cụ trách đánh đuổi và tìm mọi cách diệt trừ. Vì tức giận nên cô đã về tâu với thiên đình, cho thu giam hồn phách rồi hành cho dở điên dở dại. Không những vậy, cô làm cho trăm trứng hiểm nghèo, khi lội dưới suối khi trèo lên cây. Với phép thần thông quảng đại lại có biệt tài xem tử vi và xem bói nghìn quẻ. Trong những năm chinh chiến loạn lạc, cô đã phò vua giúp nước bằng cách tiên đoán trận mạc, nhờ đó trăm trận trăm thắng. Với công lao to lớn, vua đã truyền dân lập đền thờ cô. Trước đền có chín miệng giếng tự nhiên do cô cai quản. Thế nhưng đó cũng chỉ là lý giải theo tích xưa. Phải đến mấy chục năm sau, người ta mới thực sự hóa giải được câu hỏi giếng thiên xuất hiện từ đâu. Ông Châu truy tư một hồi lâu rồi tiếp tục câu chuyện: tôi không nhớ chính xác vào năm nào, chỉ nhớ đó là một năm hạn hán. Khi nước sinh hoạt khan hiếm, người dân quanh vùng đã đi tìm nguồn nước đào giếng. Cứ 4-5 người chung nhau đào, họ tìm đến suối Sòng khoan giếng.
đào liên tục tám miệng giếng vẫn chưa tìm thấy một giọt nước nào. Kiên trì đặt mũi khoan tới miệng giếng thứ 9, khoan sâu được 8 đến 9 mét thì bất ngờ xuất hiện một mạch nước lớn đùn lên ngào ào. Cả làng được cứu sống nhờ mạch nước này và cũng từ đây xuất hiện 9 miệng giếng thiên. Sau đó có những đoàn ở Hà Nội về thăm dò đo đạc, nhưng không có kết quả chính xác về độ sâu của giếng, càng xuống sâu nước càng lạnh. Trực quan địa hình cùng quá trình lặn xuống lòng sâu, họ kết luận dưới giếng có một dòng sông ngầm dự đoán chạy từ dãy núi Tam Điệp Linh Bình ra đến cửa biển Thần Phù Nga Sơn. Ở thời kỳ đầu khi người ta phát hiện khu giếng thiên này, ở miệng giếng thứ 9 rộng, sâu như hườm đá được đẽo gọt tỉ mỉ, xuất hiện cá chuối, cá trắm từng đàn, có con to như bắp đùi người lớn. Thời gian gần đây, do quá trình đô thị hóa, nhiều hộ dân ở đây đã lấp đi một vài miệng giếng nhỏ ngay dưới chân đền để xây nhà, làm quán. Vì thế đường đi xuống khu giếng thần trở nên hẹp dần, trong khi lượng khách hành hương đổ về đây ngày một đông, ông Châu khẳng định ban quản lý đền sẽ tiếp tục đầu tư quy hoạch trong thời gian tới như xây dựng bãi đỗ xe, mở rộng đường dẫn xuống suối thiên. Để đền chính giếng không chỉ là nơi linh thiêng mà còn là điểm du lịch hấp dẫn khách thập phương. Trải qua quá trình bồi đắp về văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh, người Việt và một số tộc người khác hình thành nên tục thờ nữ thần, thờ mẫu và tam phủ tứ phủ gọi là đạo mẫu. Đạo mẫu từ bao đời nay là tín ngưỡng riêng của người Việt, có vai trò vị trí đặc biệt, đáp ứng nhu cầu khát vọng trong đời sống thường nhật của một dân tộc sinh ra và phát triển trong nền văn minh lúa nước. Đạo mẫu về nghi lễ, thờ các vị thánh và thánh mẫu được sinh ra từ ước vọng của nhân dân mong cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Hiếm thấy dân tộc nào mà vai trò vị trí của các mẫu lại dày dặn rõ ràng và quan trọng như ở Việt Nam. Trong vốn huyền thoại và truyền thuyết của dân tộc Việt, các vị nữ thần gắn với sự kiến tạo vũ trụ, các yếu tố bản thể của vũ trụ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều thể hiện là các bà kim, bà mộc, bà thủy, bà hỏa. Các mẹ là những người sản sinh ra những giá trị văn hóa như mẹ lúa, mẹ mía, mẹ lửa, và các mẹ là tổ sư của các nghề thủ công mỹ nghệ. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, nhiều phụ nữ cũng ra trận trở thành anh hùng như hai bà Trưng, bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân. Các vị này được nhân dân tôn làm thần thánh, được triều đình sắc phong thượng đẳng thần, được nhân dân tôn làm thành hoàng của nhiều làng. Riêng Liễu Hạnh công chúa được tôn làm thánh mẫu, làm mẫu nghi thiên hạ, một trong tứ bất tử của đất nước Việt, gồm Tản Viên Sơn Thần, Thánh Gióng, Trừ Đồng Tử và Liễu Hạnh công chúa. Mẫu Liễu Hạnh được thờ rộng rãi trên khắp cả nước. Tượng mẫu Liễu Hạnh luôn được đặt ở vị trí chính giữa với trang phục màu đỏ. Người dân bao đời nay vẫn xem bà như là hiện thân của Thượng Thiên Thánh Mẫu. Thế nên, mẫu Liễu Hạnh tuy vốn là đệ nhị Thánh Mẫu, đã trở thành vị thần chủ quan trọng của tín ngưỡng thờ mẫu. Nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng đó là đạo mẫu. Tích đền Hàn và đền Ba Bông. Đền Hàn Sơn vừa là tên gọi riêng của đền, vừa là tên gọi chung cho cả cụm di tích thắng cảnh theo quyết định công nhận của nhà nước. Hàn Sơn được cắt nghĩa về chiết tự thì Hàn là vực, Sơn là núi. Hàn Sơn là vực sâu được tạo nên bởi núi Hàn. Đền Hàn Sơn được ban sắc phong thời vua Khải Định năm thứ 9, tháng 10, ngày 5, thờ công chúa Liễu Hạnh. Sắc phong hiện đang được lưu giữ tại tòa mẫu ở đền. Ngoài việc thờ Liễu Hạnh công chúa, đền còn thờ một số vị công thần hội đồng. Đây cũng là điều thường thấy trong hệ thống phối thờ ở các đền thờ hiện nay. Ngược dòng chừng 500 mét về thượng nguồn sông Mu, nơi giao điểm của Ngũ, huyện Kê, là nơi
một con gà gáy năm huyện cùng nghe, là ngã ba sông nổi tiếng của xứ Thanh, giữa bãi bồi phủ sa của châu thổ sông Mã, được đời sư dựng nên một ngôi đền với cảnh sắc có 102, đó là đền Ba Bông hay đền Cô Ba, Cô Bơ cũng là một. Maxim Gorky, một nhà văn lớn của nước Nga Xô Viết, từng viết rằng: không có người mẹ thì cả nhà thơ và anh hùng đều không có. Thông điệp lớn nhất từ Tam Thế Giáng Sinh của Mẫu Liễu Hạnh là sự khẳng định thiên chức và vai trò sinh nở của người phụ nữ, mà ở đây đã được khái quát hóa thành tục thờ người mẹ của những người đứng đầu thiên hạ. Làm người mẹ của một người bình thường đã khó, làm người mẹ của người đứng đầu thiên hạ lại càng khó hơn. Ý nghĩa của bốn chữ mẫu nghi thiên hạ, tức khuôn mẫu người mẹ trong thiên hạ, chắc là ở chỗ đó. Qua đây cho thấy, dù bị che lấp dưới các vỏ tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, thì tục thờ mẹ sản sinh của người Việt vẫn tồn tại và không ngừng biến đổi để thích nghi với sự phát triển của đất nước và xã hội. Như vậy, ngoài ý nghĩa lịch sử và tính dự báo xuyên thế kỷ, thì tục thờ Liễu Hạnh thời hậu Lê còn là sự thể hiện quá trình vận động biến đổi của tín ngưỡng dân gian bản địa với các tín ngưỡng du nhập để hình thành nên một điện thần đạo giáo dân gian mang đậm bản sắc Việt Nam. Sự thống nhất và lan tỏa của điện thần đạo mẫu ngày nay chính là thể hiện xu hướng vận động để đi đến thống nhất một đất nước Việt Nam, không chỉ về mặt quốc gia lãnh thổ mà cả về mặt văn hóa tư tưởng. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng khắp cả nước có đến hơn 400 nơi thờ mẫu Liễu Hạnh. Đây là một con số ước lượng, tuy nhiên thực tế nơi thờ tự mẫu Liễu, tính cả điện mẫu sau chùa hay ở một số đền đình thì con số còn có thể lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên với Thanh Hóa, thánh mẫu Liễu Hạnh có những dấu ấn đặc biệt quan trọng. Chẳng thiêng cũng bụt chùa nhà, gái Thanh Hóa nữ thần có một, đẹp nhất là tiên hạ giới, cõi nam thiên bất tử hòa tư. Cuộc giáng trần lần thứ 3 của tiên chúa là ở vùng phố Cát và lúc hiển thánh là ở Sòng Sơn, cho nên xứ Thanh cũng có thể được xem là đất quý hương của tiên chúa. Theo quốc lộ số 1 từ Hà Nội vào miền Trung, hết địa phận tỉnh Ninh Bình, du khách đến địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, vào vãn cảnh đền Sòng Sơn, thánh đường thờ nữ thần Vân Hương, Liễu Hạnh công chúa, thánh mẫu Liễu Hạnh. Thủ tục trong lễ hội không nhiều, nhưng được cắt đặt chặt chẽ và theo một quy trình nhất định. Vật lễ gồm hoa quả, bánh kẹo, xôi gà, xôi thịt. Một số địa phương quanh vùng còn làm nhiều thứ bánh như bánh chưng, bánh lá răng bừa, bánh nếp, bánh mật, bánh trôi đem tới dâng lễ. Việc cúng lễ theo tài liệu sơ ghi lại thuộc phụ nữ đảm nhiệm gọi là bà đồng. Bà đồng thường là những người sống độc thân từ hồi còn trẻ, tự nguyện làm nghề đồng và coi giữ ngôi đền thánh mẫu, hầu thánh bằng nhiều hình thức như lên đồng, nhảy đồng. Còn đàn ông thường chỉ đánh đàn và hát chầu văn. Trong thời gian mở hội, các bà đồng phải sống riêng biệt, như ở ẩn và ăn chay để giữ cho lòng mình luôn thanh sạch. Ngày nay, việc cúng tế không chỉ do phụ nữ đảm nhiệm mà thuộc về các bản hội. Trình tự cuộc tế lễ như sau: già làng Cổ Đạm sau khi thắp một tuần nhang cao ít cầu thánh ban cho dân làng một năm an khang vật thịnh thì bắt đầu tổ chức rước mẫu. Tượng thánh mẫu được ngự kiệu từ chính tầm rước qua cung đệ nhị, đệ tam và rước quanh đền. Việc rước này theo quan niệm của nhân dân là để cho thánh mẫu có thể quan sát lại cảnh vật đất đai sông núi xưa. Cảnh đền đẹp lắm ai ơi, chun xuê bóng mát mọi người đều khen. Thành tâm trinh lễ vào đền, tay chắp khấn vái cầu yên gia đình. Tháng 2 mở hội linh đình đông vui, Bắc Nam thống nhất cả rồi, dù xa bằng mấy cũng tới nơi về hầu.
với người dân trong vùng. Cảm xúc của họ là cả một đời gắn bó, chứng kiến bao đổi thay thăng trầm của ngôi đền, một sự gắn bó máu thịt. Còn với du khách phương xa, việc lễ đền là sự tâm nguyện và sự tin tưởng vào những giá trị tinh thần, hồn cốt của dân tộc Việt. Và sự trời che của mẫu, mỗi người cảm nhận theo một cách khác nhau, nhưng chắc chắn rằng tình yêu ấy, vô hình mà hữu hình, linh thiêng mà gần gũi, đã hướng tâm hồn mỗi người trở về với những gì thanh khiết, tươi đẹp nhất. Để khi bước qua cánh cổng đền, bước ra khỏi không gian tâm linh ấy, mỗi người thấy như được tiếp thêm nghị lực sống, như hiểu được chân giá trị của cuộc sống với những khao khát nhân bản, khát vọng rất con người. Đó có lẽ cũng chính là nguyên do mà đạo mẫu vẫn có sức sống mãnh liệt trong lịch sử và đời sống người Việt qua bao thế hệ. Chiếc thoi cô ba đậu bên ý, cô tôi nửa đêm nghe tiếng ý, chuông chùa đền Hàn ý, Sơn. Tối ra Sầm Sơn sắm. Mỗi người chuẩn bị cho 10 triệu một sắm. Đây này, ai mua hoa trắng và lễ cô thì mua này. Hoa bưởi đấy. Mua về đền dân cô thì nổi tiếng dô khoan 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 dô khoan chân cô bước xuống thuyền quán ngày nào trèo mờ lái ra khoan khoan dô khoan cô ba trèo khoan khoan dô hàn bắt cô trèo ra quán ngày nào trông xa đã thấy khoan khoan dô khoan buôn lá cờ vua phong khoan khoan dô cờ đỏ thượng khi quán ngày nào cờ xanh thượng ngàn khoan khoan dô cờ trắng thoái phù khoan khoan dô khoan cờ vàng song sư khoan khoan dô cô chơi tứ tình khoan lại họ Nghệ An Thanh Hóa khoan khoan dô khoan tới phủ Thừa Thiên khoan khoan dô cô ba dòng chơi khoan lại họ các phủ các đền khoan khoan dô trèo về đền Võng khoan khoan dô khoan lướt qua đền Gành khoan khoan dô chầu Đức Mẫu Thoại khoan Đại Hóa lại xuống đền Chầu khoan khoan dô chầu Đệ Tứ Khâm Sa khoan khoan dô khoan qua cửa đền rừng khoan khoan dô đền rừng đền núi khoan khoan dô khoan qua đền cửa sông khoan Đại Hóa yên tĩnh ái mộ khoan khoan dô rồi về bán đền đây khoan khoan dô thuyền đã tới bên cô ơi xin cô gác mái chèo bơi cô lên đền khoan họ đến với điểm danh lam thắng cảnh đầu tiên, đền Cô Bơ. Dù ai buôn bán trăm nghề, 12 tháng 6 phải về Ba Bông. Cô vốn là con thủy tề ở dưới thủy cung, được phong là thoại cung công chúa, giá ngự vào ra trong cung Quảng Hàn. Có người còn nói rằng Cô Bơ là con đức vua Long Vương, rất xinh đẹp nên được đức vương mẫu. Có người cho rằng đó là mẫu cửu trùng thiên cho theo hầu cận trở trực trong cung cấm. Sau này Cô Bơ thoại giáng sinh vào thời Lê Trung Hưng. Tương truyền sự tích như sau: Đức Thái Bà nằm mộng thấy có một người con gái xinh đẹp, dáng ngọc thướt tha, tóc mượt mắt sáng, má hồng môi đỏ, cổ cao ba ngấn, mặc áo trắng đến trước sập nằm dâng lên người mịch viên minh châu, rồi nói rằng mình vốn là thủy cung tiên nữ, nay vâng lệnh cao minh lên phàm trần đầu thai vào nhà đó, sau này để giúp vua giúp nước. Thì Thái Bà thụ thai, đến ngày mùng 2 tháng 8
thì bỗng trên mây xanh uốn lượn, nơi thủy cung nhã nhạc vang lên. Đúng lúc đó, thái bà hạ sinh ra được một người con gái. Xem ra thì nhan sắc mười phần đúng như trước kia đã thấy chiêm bao. Thấy sự kỳ lạ vậy nên bà chắc hẳn con mình là bậc thần nữ giáng hạ, sau này sẽ ra tay phủ đời, nên hết lòng nuôi nấng, dạy dỗ bảo ban. Cô lớn lên trở thành người thiếu nữ xinh đẹp, tưởng như ví với các bậc tài nữ từ ngàn xưa, lại giỏi văn thơ đàn hát. Đến khi cô vừa độ trăng tròn, cũng là lúc nước nhà phải chịu ách đô hộ của giặc Minh. Cô đã cùng với thân mẫu lánh vào phía sâu vùng Hà Trung Thanh Hóa, nơi ngã ba bến đò Lèn Phong Mục. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, cô đã có công giúp vua Lê trong những năm đầu kháng chiến. Và có nơi còn nói rằng cô cũng hiển ứng giúp vua Lê trong công cuộc phủ Lê dẹp Mạc sau này. Đền cô là nơi thắng cảnh trên bến dưới thuyền, nơi giao nhau của ngũ huyện Kê, một tiếng gà gáy năm huyện đều nghe. Cũng với danh tính anh linh của tiên cô nên khách thập phương đến chiêm bái cầu xin nhân duyên khoa cử làm ăn rất đông đúc. Thuyền bè dưới bến sông qua lại đều phải đốt vàng mã kêu cô, rồi những người đến kêu cầu đều dâng cô nón trắng hài cường võ lụa thuyền rồng. Lênh đênh qua cửa thần phù thuyền nan, chèo quê Nhật du tí tình tiếng đồn cô bơ thoải hách nghi danh 12, cửa bể quyền hành trong tay đền thủy cung. Hồi yên suốt đêm này, cùng hồi yến đêm ngày có lệnh, mẫu gọi về ngay thác y hàm tiếng đồn. Cô bơ thoại khôn ngoan cứu sinh, cũng hy lắm cô đồ ăn, cũng hy nhiều cô chị thương. Cô thương những bệnh hiểm y nghèo. Với người dân trong vùng, cảm xúc của họ là cả một đời gắn bó, chứng kiến bao đổi thay thăng trầm của ngôi đền, một sự gắn bó máu thịt. Còn với du khách phương xa, việc lễ đền là sự tâm nguyện và sự tin tưởng vào những giá trị tinh thần, hồn cốt của dân tộc Việt. Và sự trở che của mẫu, mỗi người cảm nhận theo một cách khác nhau, nhưng chắc chắn rằng tình yêu ấy, vô hình mà hữu hình, linh thiêng mà gần gũi, đã hướng tâm hồn mỗi người trở về với những gì thanh khiết, tươi đẹp nhất. Để khi bước qua cánh cổng đền, bước ra khỏi không gian tâm linh ấy, mỗi người thấy như được tiếp thêm nghị lực sống, như hiểu được chân giá trị của cuộc sống với những khao khát nhân bản, khát vọng rất con người. Đó có lẽ cũng chính là nguyên do mà đạo mẫu vẫn có sức sống mãnh liệt trong lịch sử và đời sống người Việt qua bao thế hệ.